Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Fortuner thời điểm hiện tại. Thì hiện tại là thời điểm tháng 5, cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì Fortuner bên em đang phân phối thị trường Việt Nam với 5 phiên bản, trong đó phiên bản số tự động một cầu máy dầu thì có giá niêm yết là 1 tỷ 055 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm là 21 triệu tiền mặt. Tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 145. Phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản một cầu tự động Legender thì có giá niêm yết là 1 tỷ 185 triệu, và hiện tại thì em đang giảm 21 triệu tiền mặt. Tính ra lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 289 triệu. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản hai cầu tự động Legender thì có giá là 1 tỷ 350 triệu, giảm 16 triệu. Tính ra lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 474 triệu. Còn phiên bản máy xăng thì có hai phiên bản là một cầu 2.7 thì có giá niêm yết là 1 tỷ 165. Bên em hiện tại đang giảm 26, tính ra lăn bánh cho anh chị sẽ rơi vào khoảng là 1 tỷ 259 triệu. Còn phiên bản hai cầu sẽ là 1 tỷ 250, đang giảm 21, lăn bánh sẽ là 1 tỷ 359 triệu. Là hỗ trợ trả góp thì bên em hỗ trợ lên đến 80% hoặc là 85% giá trị xe. Vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Fortuner thời điểm hiện tại. Thì ở đây thì bên em đang có là phiên bản một cầu Legender số tự động và phiên bản ở đây là máy xăng. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị về thông tin về xe Fortuner thời điểm hiện tại. Toyota Fortuner thì có hai nguồn cung là từ Indonesia nhập khẩu nguyên chiếc và lắp ráp trong nước. Thì đối với những cái xe máy xăng thì sẽ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, còn phiên bản máy dầu thì sẽ là lắp ráp trong nước. Và anh chị có thể nghe được thông tin hiện tại thì sắp tới có thể là sẽ giảm thuế trước bạ cho xe lắp ráp trong nước, thì những cái xe máy dầu hiện tại thì đang có giá rất tốt rồi. Nếu anh chị có thể đặt từ bây giờ và đợi thông tin giảm thuế để mình đi đăng ký. Ở phần vừa rồi là về giá xe, thì em sẽ cập nhật cho anh chị quay chi tiết hơn về chiếc xe này. Ở phần đầu xe của Legender thì có một thiết kế hoàn toàn mới, có hai phiên bản Legender là một cầu và hai cầu đều là máy dầu, được trang bị là đèn full LED này, đèn bi LED, cam 360, hai cảm biến trước, la răng dạng 17 inch, cam 360 cảnh báo điểm mù, rồi cốp điện cộng với đá cốp. Ngoài ra thì ở phần nội thất xe thì sẽ có trang bị một số các cái tính năng như là lấy chủ số sau vô lăng này, đèn tự động, màn hình 10 inch và 11 loa JBL anh chị ạ, 11 loa JBL cho ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Ghế da của chiếc xe này thì vẫn là ghế da giống như phiên bản một cầu tự động thường, nhưng tuy nhiên là sẽ được phối thêm các cái chi tiết chì đỏ rất là thể thao ở đây. Còn đây là hàng ghế thứ hai của xe, hàng ghế thứ hai của xe Fortuner thì là một trong những xe SUV có cái kích thước rộng rãi nhất rồi anh chị ạ. Đó, và một cái đặc điểm nữa của chiếc xe này là có một cái gầm rất là cao, đến 279mm, và cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 8,71 lít trên 100 cây thôi. Đó là vừa rồi thì nó cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Fortuner máy xăng và máy dầu thì hiện tại. Thì anh chị nào cần tư vấn thêm thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.